Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Niên Vui và bạn Đinh Văn Ngôn. Hiện tại hai anh em đang có mặt tại thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thì Niềm Vui với lại Văn Ngôn cũng trở lại thăm một hoàn cảnh rất là đặc biệt ở đây. Đó chính là hoàn cảnh của chị bé Ba. Nói về hoàn cảnh của chị thì nghe rất là thương tâm của chú anh chị. Tại vì hiện tại chị phải nuôi 4 con và trong người thì mang một cái căn bệnh, đó là căn bệnh ung thư tử cung. Nhưng thưa quý vị khán giả, có một điều rất là đặc biệt ở đây, đó chính là mặc dù là người vợ cũng như là chị bé Ba và người mẹ này có một cái triệu chứng cũng như là giai đoạn ung thư đúng không vậy, nhưng mà người chồng thì lại thường xuyên đòi hỏi, thường xuyên đòi hỏi đúng không vậy, có nghĩa là quanh năm suốt tháng cũng như là ngày này qua ngày kia luôn. Theo như lời kể của bà con cho Ngôn cùng với nhà ở đây biết đó, là rất là nhiều luôn, thường xuyên là chủ yếu là về cái câu chuyện đó. Còn nếu mà đòi hỏi mà không cho thì sẽ không chịu đi làm. Dạ. Trước đó thì khi nghe chị với Ba tâm sự thì cũng có nghe được là mẹ của chị nuôi chị, nhưng mà khi đến khi mà chồng nó chịu không được lại nắm lôi kéo chị. Thì ở video trước người cũng có hiểu được một phần, và bữa nay muốn chính xác xuống xác minh như thế nào đúng không, thì chắc có thể mình sẽ tìm gặp mẹ của chị bé Ba và tìm hiểu rõ hơn xem như là có đúng sự thật gì hay không đó. Thôi thì ngay bây giờ thì Ngôn cùng với Nhàn nè, xin mời quý khán giả cùng vào bên trong nhà mình hỏi thăm xem đầu đuôi sự việc cũng như là sự thật của cái câu chuyện này là như thế nào. Vì sao mà một người chồng lại không hề yêu thương vợ mình lại đòi hỏi coi như là nhiều đến như vậy được. Nhà của mẹ ruột của chị bé Ba ở bên đây. Chào cô cũng mới tới. Thì hôm nay hai anh em con cũng trở lại đây thăm hoàn cảnh của chị bé Ba. Thì cũng biết được là cô bữa nay cũng có ở nhà nè, cho nên là muốn gặp cô để hỏi thăm thêm về cái hoàn cảnh của bốn mẹ con của chị, năm mẹ con chứ. Đúng rồi, là một cái câu chuyện nghe chị kể thấy rất là đau lòng, đó là chồng thường xuyên đòi hỏi mình khi mới sinh về còn non ngày tháng mà lại đòi hỏi ở cái mức độ quá cao nữa. Thì con muốn gặp cô để hỏi thăm thêm là sự việc đó có đúng như vậy hay không và nó như thế nào á cô. Đúng, trước tiên là cô cho con với lại quý khán giả được biết là thứ mấy đi con ha. Thứ Tư. Dạ, chào cô Tư. Năm nay cô Tư được nhiêu tuổi? 63. Dạ. 62 chưa quên. Dạ. Thì cái sự việc như thế nào cô Tư hả? Cô có tận mắt nghe chứng kiến và có biết được câu chuyện đó không? Có biết chứ. Nó hồi xanh nó ngủ ở đây nè, bị giật đó đó. Thì nó chung đây nè. Đâu? Nó chung đây, hồi đó là cái miếng giác tiền là nó chung cái rừng nha. Là chung rừng to là nó chung đây nè, nó chung với sàn. Chung với sàn là nó kéo. Nó kéo hồi đó chưa đổi nhà, nó kéo. Nó kéo hoài, cái tôi kêu nó đi. Tôi kêu nó đi qua bển trời, nó bắt cái chuồng sáng đêm. Sáng luôn, sáng đêm luôn. Vậy hả? Ừ. Là mới vừa sanh luôn hả? Mới sanh, sanh luôn mấy không được bao lâu chứ. Trời ơi. Tôi nhớ là không được bao lâu chứ. Cái vách này là cái vách to bây giờ hả? Hồi xưa thì không có cái to này. Hồi xưa dừng lá xé không à? Dạ. Không có dừng cái này. Là anh ở ngoài anh... Cái chung với sàn luôn. Chung với sàn luôn hả? Là phép dắt chung với sàn. Phép dắt rồi đó, mày có lỗ dắt. Là chính cái vách này luôn. Dắt này luôn, ngay trên đây luôn. Và sao ngoại cho hỏi thăm nè, và sao anh không đi đường chính, không đi đường cửa vô? Đường cửa tôi đâu cho vô. Là lúc đó là cô đang ngủ để chăm sóc cho chị bé Ba, là lúc đó sinh non ngày tháng đó ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đang chăm sóc nè, tôi đâu cho vô, rồi nói chung cái này nó kéo nhỏ đi hoài. Trời ơi trời. Rồi cái tôi mới kêu, nói là mày về vô đi, rồi chắc cũng nghĩ mình nghĩ chắc cũng không hay gì đến đổi đâu. Ừ. Rồi tôi kêu chị bé Ba hả, là kêu tôi kêu ba đi vô với nó đi, thì tôi thức đêm quá tôi chịu không nổi. Là kêu chị với ba chiều ảnh hả? Chiều luôn đi. Sao mà còn sinh non ngày tháng quá mà cô lại tôi đâu có nghĩ tới đó đâu, bởi vì tôi già mà tôi còn ngu quá. Tôi đâu nghĩ đâu, vì giờ cũng cắt tệ vậy chứ tôi đâu có nghĩ là đâu. Ý là cô tính chiều cái cho rồi ha, cho tính cho rồi vẫn ăn giọng văn mẹ nó đi. Ăn giọng văn mẹ đi, đặng cho đằng này ngủ mê. Lúc đó nếu như mà theo cô nhớ lại là trong cái khoảng thời gian mà từ lúc mà ảnh phép dắt ảnh để anh ấy cho tới lúc mà cô kêu làm khoảng bao lâu, mấy ngày? Khoảng có 10 ngày
tôi chịu đựng tới cỡ 10 ngày đó đó. Là ngày nào cũng khép vách cũng khép. Ngày nào cũng vô, ngày nào cũng vô mà tôi nói em. Từ 6 giờ cho tới 5 giờ. Từ 6 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng. Là anh nằm ở dưới sàn anh khiều hoài luôn. Ngồi trong ngóc như con chó mà ngồi trực thương cho nó mẹ vậy đi. Nói mà đến đổi mà nói luôn, hỏi ông xã tôi. Nhưng mà ngoại cho con hỏi thăm nè. Ở đây là nhà xác xác không à? Xác xác không à? Rồi. Mà tại nó mới bắt cỡ chú ơi. Rồi làm gì kỳ không? Phải biết kỳ như tôi chứ chú rồi là đâu có sợ. Mà tại nói là rồi nó heo nọc. Lúc đó là chị đã ở riêng bên này chưa hay là còn ở chung luôn? Nó ở riêng rồi mà nhưng mà nó ở cái nhà bên đây. À là ở nhà này hả? Còn thằng này thì ở nhà bên đó. À. Và từ ngày thằng này nó mới về là tôi mới đổi chọn. À. Là tôi kêu thằng này về bên đây đi, còn nhỏ này về bên đó. À. Về chứ là hả, lâu lâu rồi tôi cũng qua mà hồi nó làm cái cửa tới giờ là tôi cũng qua. À. Nó vô nó gài kính mít rồi sao qua được. Dạ. Rồi gần gần vậy con nghĩ chắc nó cũng ồn lắm ta. Cái okay, em vô đây. Em vô đây. Em làm em ngủ. À. Em ngủ cái nó làm gì đùng đùng thức dậy. Thức dậy đứng lên đó em coi. Cái nó ấy nhỏ rồi. Nó ê mình làm gì mày? Mình đừng làm vậy. Tao thấy đó. Cái nó nín thinh à. Cái nó đi vô trong đây. Vô trong đây cái hầu cái nó đi gà nữa. Nó trời để tao ngủ đâu mà giật à. Tao bị giật á. Dạ. Nó vậy nó cũng làm hoài. Lên làm như là anh phiền anh không có ngủ nghe được á. Dạ mà mình là nói nó mình làm gì tao sao giật á. Mà giật thiệt. Dạ. Anh là anh thứ mấy của chị bé ba? Dạ thứ ba, thứ hai. Thứ hai hả? Anh tên gì? Tên Thận. Tên Thận ha. Dạ. Anh Thận nhìn thấy cái đầu của anh Thận một bên thì bị mất rồi, cho em hỏi thăm thêm là để bị sao vậy anh? Dạ anh đi làm té. Té hả? Té là mất tiêu cái phẫu thuật hay sao mà mất tiêu hết bên sọ luôn rồi? Dạ phải rồi. Nhầm kia biết, nhầm kia không biết. Dạ. Ăn cơm thì ăn không được. Ừ. Ăn cơm vô rồi ít thì ăn nhiều thì nó ói. Cô Tư ơi, thì con á cũng biết về hoàn cảnh của chị bé ba đây, với lại là của bé Diễm My, thì hôm trước thì cũng chưa có gặp được cô, và cũng có nghe cái câu chuyện là con dâu với con rể đó, và cô bức xúc quá, cô phải đuổi con rể đi, sao mình lại đuổi con rể mình đi vậy cô? Nó là biến quá trời là biến, kêu nó bằng gì không bằng chứ. Mà nó kêu cái nó dụ nó này. Nó kêu mà cho nó giao thiệp. Rồi nó mới đi mừng, cái nhỏ này cho giao thiệp rồi cái nó không đi mừng. Tới sáng là cái nay nhà nó ngủ. Nhỏ này ăn tiền cho đi thì cho giao thiệp thì nó tính đi mừng có tiền. Rồi nó mới cho ra cho vô thì nó quyết. Rồi cái nó không đi mần, rồi thấy nó đau gì đó thì tôi kêu nó thôi, người ta kêu mần thôi đi mần đi, nó cũng không chịu đi mần á, đau kể nó chứ. Tôi bức xúc quá tôi đuổi nó đi. Cái lúc mà cô đuổi anh đi vậy thì anh có nói gì không? Không nói tiếng nói nào chứ. Đi rồi bắt hai con chó thì bán luôn rồi không cho con rồi được 200 bạc. Thôi. Là ý cô Tư có nghĩa là người chồng này, người chồng của bé ba, của chị bé ba là cứ mỗi một ngày như vậy là phải giống như là đòi một lần nha. Còn nếu mà không cho thì không chịu đi làm. Không cho đi làm. Ủa vậy ta, sao chịu gì kinh vậy? Mà cho rồi á thì nó lấy sáng đi làm, sáng nó cũng không đi luôn. Cho rồi mà sáng cũng chịu đi làm. Không đi làm. Mà cái lúc đòi thì hứa là cho thì sáng mới chịu đi làm. Đã đời cái cho. Rồi cuối cùng cái nó không tiền cái con nhỏ này mượn tiền cho nó đi làm. Cuối cùng đi mua thuốc hút và nó không đi làm luôn. Trời ơi, là câu chuyện đó sao chịu là có không chịu ra? Đi mượn tiền cho 100 nó im màn không mà đi đây bảy hường à, bảy mỹ hường á, mượn 100 ngàn đó em đi màn, anh không màn nó đi ăn hết 100 ngàn đi rồi ngủ nữa đi màn. Nhưng mà cái chuyện mà đòi hỏi kìa,
đòi hỏi là cái câu chuyện nó làm sao, đòi hỏi rồi mới chịu đi bằng đó là cái câu chuyện nó làm sao. Dạ rồi, anh hỏi như hay cho anh đi, cho anh đi rồi mời anh đi mà, cho đã rồi cái mời không được. Ẩm đòi là buổi tối hay là bằng ngày hay là sao chị biết ba? Buổi tối. Là buổi tối, mà ngày nào cũng vậy chứ hay sao? Mỗi lần đòi là không nói làm sao? Thôi cho anh đi mời anh đi mà, cho đã không đi mà. Trời ơi. Nhưng mà cho em hỏi thăm nè, rồi như vậy là ngày thường thì không nói đi. Nếu mà ngày nào cũng đòi như vậy rồi, cái lúc chị có mấy cháu nhỏ, giống như là mới có mấy cháu nhỏ rồi sao? Ăn ngủ. Không, ý là mới vừa có mấy cháu nhỏ xong thì giống như là mới vừa sinh á. Thì bác sĩ là người ta đâu có cho. Rồi như vậy rồi sao? Hôm qua thì ngủ chung với đại. Hả? Chú đại đại thì mới đầu nó đầu đằng ngay. Nó không có cho đi tại tôi. Nó vô nó kéo nó gờ gẫm hoài, nó kéo hoài. Tôi kêu nó thôi mày đi qua bển thì mày cho nó uống một cái đi về cho nó ngủ. Thì cái đi qua bển rồi cái nó tấn nhỏ vô dắt làm sáng đêm luôn. Chàng ơi chàng. Sữa thùng thì đằng này tôi với ông thức nó quậy sữa cho thằng lớn á, uống mà sáng đêm luôn, không ngủ nghe được. Là câu chuyện sao bà ngoại kể lại kỹ cho con nghe coi. Có nghĩa là cái chị với ba này là sanh. Đúng rồi. Rồi bà ngoại là người nằm giữ. Đúng rồi. Giữ cũng như là chăm sóc. Đúng rồi. Rồi cái người con rể này đòi rồi lúc đó là có bà ngoại đó không? Có, nó ngủ tôi mà. Rồi đòi nó làm sao? Nó kéo. Cô kể lại đầu được cái sự việc lúc chị mới đi sinh về nhà như thế nào cô? Thì nó đi sinh về nhà rồi là nó ngủ với tôi. Ừ. Nó ngủ với tôi cái này cùng với sàn đó là tôi ngủ ở nhà lớn của nó. Ừ. Có hồi đó có miếng vách. Miếng vách dùng bằng lá xé chứ không phải là dùng con này. Nó xé cái miếng vách cái trùng vô sàn nó kéo tay nó này hoài à. Tôi có tật lên máu. Cái tôi giữ cái giữ không được cái tôi hất nó, tôi nói thôi mày vô chổng cho nó quất một cái đi cho nó về cho mày về cho nhỏ bú. Cái nó vô nó tấn nhỏ vô vách rồi nó nằm cho tới sáng luôn. Tôi lần này tôi quậy cho tôi cho nhỏ bú. Quậy sữa tôi giống sâu quậy sữa cho nhỏ bú. Là lúc đó là mới sinh được mấy ngày mà ngoại? Cấp đó là tôi giữ là có khoảng nửa tháng. Cái nửa tháng thôi. Ý là cái lúc mà anh xé vách anh đòi kìa. Đầu nhỏ thì chưa, mà tôi cầm cự cho tới nửa tháng hơn, nửa tháng gì đó. Mà tính là cấp đó là bà hết đi theo ông theo bà, tôi cho quốc mẹ nó cái về cho con bú, chứ nó hỏi gần, nó kéo tay, nó gần nghỉ hoài vậy rồi sao? Rồi sao tôi ngủ được? Không tôi để đại là luôn. Mới có mười mấy ngày à? Đúng rồi. Ừ. Là bà giữ suốt mười mấy ngày đó là bà canh suốt luôn hả? Canh suốt luôn. Rồi bà sợ gì? Sợ cái cấp mà ta cũng mà mình có con trước mình biết rồi, sợ sau này thì nó mà sợ còn nó ngày tháng á. Giống như là khi mới sinh về là phải có một cái thời gian ở cử, ít nhất là phải tầm khoảng 3-4 tháng hoặc là 5-6 tháng. Dạ. Thì cái cơ thể của người mẹ mới phục hồi lại đúng không cô? Dạ đúng rồi. Còn cái khi mà mình mới đưa chị về á, mới được chị về thì khoảng bao lâu thì ảnh bắt đầu là ảnh mới mon men, ảnh khiều móc như vậy? Mới đưa vô chưa được là không qua lâu chứ, của nó không qua lâu chứ. Là tại vì là cái thằng lớn mà nó đi nhập viện ở trên Cần Thơ rồi, là nó đi theo nó nuôi. Nhớ lại là cái thằng lớn tầm nhập viện Cần Thơ rồi, cái nó nuôi, nó kêu thằng này nhỏ này lên chảnh nè, là tôi không cho nó đi, còn nó về nó lấy dâu. Rồi là tôi bắt nhỏ này ngủ với tôi luôn. Rồi là nó về, rồi thằng kia xuất hiện về, rồi là bắt đầu kéo cùng với sàn kéo mà đi qua bên cái nhà nó. Là hồi đó cái nhà nó đó không phải nhà này, nhà nó ở bên nhà anh hai đó. Vậy là khi mới về thì ảnh cũng chưa có đòi hỏi nhiều. Lúc đó là chắc ảnh cũng còn suy nghĩ là ảnh cũng biết là mới về phải ở cử như vậy. Nhưng mà về chưa được bao lâu cho ngày mới khiều để đòi hỏi. Đúng rồi. Chứ nếu mà theo như lời của ngoại kể
là nếu như mà không có ngoại mà nằm cạnh bên cạnh đúng như là giữ con gái ngoại thì có thể là mới vừa về là anh cũng giống như đòi luôn ha. Nhưng mà lúc đó chị mới xin về mà sao đi kêu xuống dưới Cần Thơ để lo tiếp thì sao, là sao đi được, tại mới xin về quá trời còn non mà. Mà cấp đó lên máu thì cái nó kéo hoài, kéo quỷ thì cũng không được, như cái bận ghét. Còn mình qua Quảng Quốc đi. Mà còn dặn mình cấp đó mình nó cực, mà mình dặn nó hơi hơi thôi nha. Đi ra đằng mà pha sữa nha, tao lên máu. Nó nói vậy đó mà ngủ sáng đi luôn. Là giống như cái chị với ba kể là hôm trước đó là bắt nằm đó để phục vụ ảnh là sáng đêm luôn gì đó hả chị? Chị với ba cho hỏi thăm rồi. Cái khi mà ổng xé vách đó, ổng kêu chị giống như là cái lúc mà chị vừa mới sanh vài ngày, mười mấy ngày đó. Rồi ổng xé vách, ổng kêu chị đó, rồi chị đi qua bển rồi ổng làm cái gì? Ổng nói làm sao? Yeah. Lúc mà ổng xé vách, ổng kêu chị đi qua bển đó rồi ổng nói làm sao? Ổng nói gì nữa? Nắm tay kéo gì hả? Dạ. Yeah. Rồi biết đi đâu, tự nhiên nắm tay kéo rồi biết đi đâu. Dạ, dạ. Không nói gì đó hả? Ừ. Trung quá. Trang ơi. Nhưng mà lúc đó cái cơ thể của chị á, là mới sinh về còn non quá nè, là rất là đau đớn, rất là rượu rợi nè. Lúc đó là chị có khó chịu, có cảm giác như là đau nhiều không hay là mệt mỏi gì nhiều không? Dạ, mệt. Trời ơi, thấy rất là thương luôn. Nhưng mà ngoại, ngoại cho con hỏi thăm nè, tại vì cái câu chuyện này nói lên đó là phải cho nó chính xác. Chứ mình đừng có nói thêm người ta, tại không vì người ta không nói thêm đâu. Chắc không? Chắc. Rồi cái tôi nói câu nữa nha, là cái chuyện xanh nhỏ này, xanh nhỏ này là cái thằng ù nãy đó, là nó bệnh đi, bệnh đợt đó nó bệnh nhiều lắm. Mới xuất viện nhỏ này là thằng kia nhập viện rồi. Cái tôi giao con nhỏ hồi nãy đứng nói chuyện đó, nó ở nhà nó giữ giùm. Cái nó vô buồn á, nó ngủ chung, nó làm trong buồn á. Rồi cái con nhỏ đó nó mới qua nó la. Mấy bữa này cho mấy bữa nó la, cái nó chửi nhỏ đó luôn. Có mấy bữa hả? Là sinh bé này là mấy bữa sau là chung mùng là quan hệ nữa. Chung mùng ngủ chung. Rồi ảnh có quan hệ với chị không? Hay là chị ngủ để canh giữ thôi? Ngủ. Có làm gì không? Có đòi không? Chưa rồi. À, vậy là không sao, ngủ rồi chỉ ngủ để canh vợ canh con thôi. Dạ. Rồi cái tôi nói nữa. Cái biết làm sao. Chưa vậy cho mẹ mới về rồi. À? Mới nằm bệnh viện cái nhỏ nhăn mẹ à, chưa vậy cho mẹ mới về à. À. Có nghĩa là mới có mấy ngày à. Mà bà ngoại giao lại cho bà chị giữ. Nhưng mà ai nhà ổng lòng đường sao được hả? Rồi lúc đó bà chị đâu? Dạ. Nói em nhau. Em chị đâu? Lúc đó em chị đâu đang giữ chị rồi à, chị đó đâu? Bán gì anh đang bán. Rồi bà ngoại giao giữ rồi để gì luôn? Bị gì thằng kia chữ. Thằng kia chữ rồi nó tự ái. Tự ái rồi nó mới đi về ngoại. Rồi là nó không nấu cơm cho nhỏ này ăn luôn, nó cho ăn cơm nguội đó mà trời ơi. Ông bà trời xui đó, khiến ông bà ổng thương. Chứ ông hơi theo ông theo bà rồi. Nó cho ăn cơm nguội đó mà không sao chứ. Rồi nhỏ bên bển nó mới nấu cơm rồi nó đem qua cho ăn giùm. Vậy là lúc đó là cô đi nuôi bé lớn ha? Nuôi cho thằng nhỏ, thằng nãy đó. Nếu vậy là những cái lúc mà về là ở cửa là bé nào cũng có tình trạng tương tự vậy luôn hả chị? Bé nào cũng mấy thì tương. Lúc đầu em chỉ nghĩ là chỉ lúc khoảng thời gian mới thôi, ai giờ đâu là bé nào bé này là cũng khoảng là cả chục năm, hơn chục năm rồi mà sao mà cũng bé, y chang vậy luôn. Bé nào cũng vậy chứ mà tôi theo tôi thì thấy thì nhỏ này nó quá khờ đi. Tôi mới nói là cho nó ở gần bên tôi, rồi là nó thôi hết thời gian rồi. Rồi người ta cũng như là đầu mũi nhọt á. Vì ta mà làm cho nó trở về nó ở được sao nữa đó. Mà đợt này nè, là đợt này là đi đợt nữa là tôi nói dứt khoát là tôi không cho về đây nữa. Thì thế tôi đập ạ.
Khi cô thấy mà con rể của mình lại không có thương con gái của mình mà lại đối xử vậy, rồi thêm thế đòi hỏi quá mức như vậy nữa, rồi cô có thấy là bức xúc hay là có thấy gì không nói ra cô Tư? Tôi cũng bức xúc lắm chứ, mà con rể ai không thương, mà nó làm cái kiểu cách gì tôi bức xúc lắm chứ, đâu phải không bức xúc, mà dù nói nó lầm lì lì, nó không nói gì chứ. Tôi nói tôi không cần nuôi tôi, nuôi vợ nuôi con nó đây được, tôi mừng nè, không cần nuôi tôi tại vì tôi quá già rồi, đâu có mừng gì ra tiền mà để nuôi nó đâu. Vậy sao cô không góp ý kiến là cái lúc mà mới rước các bé về là còn non ngày tháng quá, sao cô không nói là vợ của mày còn non ngày tháng quá, vậy kêu là ráng kiên cử. Còn dữ lắm đó luôn á. Ừ. Nó ngủ hay vậy? Mặn của nó bậy luôn á. Mà nó cũng vậy à. Ngủ không con? À, vậy là cô cũng có phiên răng, cũng có nói là ráng cố gắng để cử về cho vợ, mà ảnh muốn làm là ảnh tự làm thôi. Muốn làm là tự làm. Rồi chị với ba cho hết anh nè. Nói chung á là cũng một phần là ở chị nữa. Sao ổng đòi là chị cho, ổng đòi là chị cho vậy? Không cho cũng được mà. Không cho quýnh. Vậy đó hả? Không cho là dùng tay dùng chân với chị liền. Rồi có lần nào mà ổng đòi mà chị không cho cái ổng dùng tay dùng chân với chị không? Có. Mấy lần vậy? 3-4 lần. Là dùng tay dùng chân với chị, nếu mà đòi mà không cho là dùng tay dùng chân liền. Rồi lúc đó rồi sao chị không giống như là đi qua bên nhà mẹ của chị nè, để chị nhờ cha với mẹ chị giúp đỡ cho chị. Có quýnh với mẹ mới chạy qua. Rồi cô Tư có chừng có bao giờ cô Tư thấy chứng kiến cảnh đó chưa, hay là chỉ là hai vợ chồng tự ấy ở trong phòng thôi? Tôi ơi, chứng kiến rồi cũng dám nói chứ. Vậy là ảnh cũng có dùng tay chân với chị với ba, rồi cô nhìn thấy rồi cô mới can ngăn rồi cô binh đó ha. Dạ. À, lúc đó cô thấy như thế nào? Thì tôi thấy nó mà như bữa đó nè, tôi vô tới đây nè, con cái nó còn nhóc ở trên nha. Vô tới đây nó quất ở tại đây nè. Trời ơi. Cái gì tôi mới nói trời đất ơi, trời xong rồi bay quất mà bé không quất quất cho con cái nó ngủ hết. Bây giờ làm ăn gì mà kỳ cục vậy? Nó cũng nên thình nên thế, không nói gì trơn. Vậy là cô vô là cô nhìn thấy tại trận luôn? Tôi vô đây tôi thấy tại trận luôn, mà cái sau này cái nó mới đóng cái cửa này, nó không cho tôi vô. Cái chừng là nó ngủ này, nó khá cửa này lại chân, nó đâu cho tôi vô nó đâu. Cái hồi cấp trước là cái này không có cái cửa. Ở trên này còn cái lỏng nè. Sống lỏng mà tôi lụng với chó lúc đó. Lúc đó là xin bé nào? Xin bé lớn hay bé nhỏ? Bé này ra. Xin bé này hả? Ờ. Là lúc đó là ra ở riêng bên này rồi ha. Ở riêng bên đây kìa. Dạ. Ngoại cho con hỏi thăm nè. Thang dừng lại ở cái chỗ mà ngoại nói là giữa chừng mà bằng ngày luôn á. Rồi ngoại đi qua là cái bữa đó sao ngoại kể đầu đuôi rõ hơn con nghe coi. Nó chân dạng rồi. Chẳng dạng hai đứa nằm ở đây nè, đắp cái mền cà tung cà tung vậy đó. Mỗi lần nha. Cái tôi mới đi vô tôi thấy rồi, mà mấy đứa con còn thức hết trơn à. Cái tôi mới thấy rồi, tôi không có thì người ta lỡ làm rồi cho làm đi. Tới sáng rồi tôi mới ra. Rồi ngoài đứng đó bao lâu? Tôi đứng ngay trần chắc hay chứ đâu. Rồi người ta đang muốn lăn cắt đồng sàn, thôi mình đi ra đi, mình đứng làm chi? Đứng đó coi, mình coi kỹ càng, thứ còn sao. Rồi coi kỹ càng rồi thấy rồi mới giọt đi. Giọt đi. Rồi ba bốn đứa con xung quanh luôn hả? Không, mấy đứa con kia nó lớn rồi nó đi rồi, còn mấy đứa này nó chưa có ngủ. Nó mới đắm đất của mình lại. Mà hai đứa chuột với Diễm My là ở ngay đây luôn, đang thức luôn. Thức luôn. Chàng ơi, chàng sống nhanh nha, mà ngắn gì kia. Tôi nói sáng rồi cũng mới la. Tôi nói là trời đất ơi, sao mấy mày làm gì kỳ vậy? Từng tuổi đó nó lớn hết rồi, con mày thì còn nhỏ. Rồi làm như vậy đó, rồi con tay bay nó thấy nó học hỏi làm sao. Nó cũng linh tinh, linh thế nó nói. Vậy là bà ngoại đứng đại. Đại cho múa lần cắt một hàng xong. Cái ngoại đây mới gầy. Sáng rồi cũng mới la. Sáng mới gầy hả? Sáng rồi cũng mới la. Đứng đó, cho mày biết là tao có đứng đó rồi đó. Tôi đứng đó đó, mà tôi thấy rồi đó mà. Sáng rồi cũng mới la. Là bà ngoại nói có không chị biết ba? Bà ngoại nói bà ngoại thấy múa lần cắt một sàn có không? Là những lúc mà anh thấy là anh đòi hỏi là các con của mình vẫn còn thức rồi, cũng vẫn ở xung quanh chơi vậy, mà anh cũng đòi là đòi vậy hả?
lúc đó sao chị không cắt nghĩa cho anh biết là con của mình xung quanh rồi sao anh chị không từ chối khéo? Dạ có. Chị nói làm sao bữa đó chị nói làm sao? Dạ, nói nhỏ chưa ngủ, nhỏ một chút ngủ gì á, có gì. Ừ. Anh với anh không chịu chứ. Rồi, giống như là khi nào cần là phải đáp ứng liền. Ừ. Chứ không có chờ đợi gì hết trơn. Dạ. À, còn chị mà có ý kiến á thì cũng không được. Mà nếu như mà không đáp ứng á thì hành động với chị. Dạ. Chúng ta dùng chân đó nha. Rồi. Bởi vì tối cái nữa không có mẹ rồi quá vợ dưới á bao bốn tháng tôi ghét tôi bỏ tôi cũng đi luôn về dưới ha ngày tôi hút vai chặt á bằng ngày mà bằng đêm luôn sáng trưa chiều à, nhỏ này đi tắm á thì đi vô cầu tắm rồi là nó không cho nhỏ này mà mặc quần nó giờ nó giấu tôi chân à sao rồi nó mới kể tôi với nhỏ nãy đó nha là lúc đi mà ở Bạc Liêu đi về bà già đi chơi về quê chồng á là không có cho giống như là kịp luôn á hả liên tục luôn hả một ngày nào một ngày đến luôn hả mà một ngày nãy ngoại nói thì sao ngày đến luôn trưa trưa lại nó đi tắm em vô cổ tắm thì nó đâu cho nhỏ này tắm đâu vừa tụt quần ra họ để xuống sao lúc đó chị không có tâm sự trước đó là nó cuộc sống của mình phải cam chịu như vậy à, có là mình dễ dẫn vậy con mình nhưng mà cho em hỏi thăm nè thí dụ như không lẽ ổng khỏe gì sao thôi nó sức lực khỏe lắm nó sức lực lắm á vì chứ hỏi cho ăn thì ăn như heo còn không có mần gì trơn phải có cái sức rồi ổng không làm gì sao? Không có làm cái gì hết trơn kêu làm không làm cho thằng cháu bên đây nè nó kêu làm nè đi làm đi làm chung với nó đi à, một ngày 350 hay 360 gì đó mà chỗ ăn chỗ ở người ta bao hết trơn không đi đó không đi làm đấy chứ phải đi làm nó không chịu đi làm không chịu đi làm ở nhà ở nhà vậy? Ở nhà đòi gì đó ừ ở chung chung mà trời ơi rồi vậy đó thì đến khi nào chị mới chị mới chịu hết nổi rồi chị mới nói lúc đó là sinh cái bé nhỏ được bao lâu rồi chị bắt đầu mới tâm sự bộc bạch với mẹ của mình chắc là lúc đó là bé nhỏ là cũng đã lớn lớn rồi hả lớn rồi là coi như là nó vướng vô bệnh rồi nó mới cho tôi hay thì nó mới nói tôi nói tôi cũng giận đó có kệ mày làm gì mà làm tao không biết tới rồi thấy nó ngứa quá trời ngứa rồi nó ra huyết vậy đó rồi tôi thấy vậy rồi con mới ra tay tôi đi khám nó thì mình bệnh và bác sĩ mà ông bác sĩ cũng cho hay là nói vậy đó mà không biết di căn đời thứ mấy thôi và ông mới kêu đi Cần Thơ. Cô có nghĩ là những cái hệ lụy trước đó nó mới gây cái sức khỏe của chị hiện tại như vậy không hả cô Tư? Thì tôi nghĩ cái đó đó, tôi nghĩ cái đó tại vì nó sức lực người ta đâu phải mà khi 5-3 ngày không, khi nửa tháng gì chứ ngày nào cũng làm ông nội, chịu ông nội đừng nói chi tôi. Thiệt. Nhưng mà cái sức khỏe nó bị ảnh hưởng tổn thương nhiều nhất là cái giai đoạn mà sau sinh. Dạ. Thì những cái chuyện như vậy đó, em cũng nghĩ là nó ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều cho nên là chị mới bị cái vấn đề là cái tử cung của mình rồi đâm ra là gây ung thư tử cung. Đúng rồi. Dạ. Rồi cái tới bệnh đó mà nó không biết rồi cái chụp nó đi mò ốc ở dưới sông mà trên sáng á. Ở đây thì ăn cắp mà ốc ra cái chữ ta đâu cho đi đâu. Rồi đi ra ngoài sông sáng mới mò lặn hụt ngoài cái sông sáng á. Rồi gì á thì kêu nó này đưa tiền mua thuốc hút. Cái tôi la tôi không chờ đưa cái nó giấu tôi mà giọt hỏi lấy được tiền cho thằng này nó có hút không là có nghĩa là vợ thì lặn lội đi mò ốc đúng rồi còn đi về tới nhà thì chồng đòi đưa tiền để mua đồ chồng lấy chồng mua đồ riêng cho chồng đúng rồi chàng ơi chàng tôi nói là mấy bên mấy mạnh thường quân này cho tiền nè bị dùng nói này nó khờ lắm nó không biết giữ tiền không tôi giữ không à nó rồi nó bệnh đau rồi xuất phát thôi nó bệnh đau thì mày tôi đi với nó hoặc khi tôi đi khám bệnh thôi đi mày mua cái hộp thuốc nó bao nhiêu tiền tôi đưa nó mua chứ nó khờ lắm nó không biết tiền chứ á rồi cái sợ chồng nó về
trốn trốn gì cái nọ nghĩ nó nặng nó này ngu mà đưa hết trơn. Nhưng ngoại cho con hỏi thăm nè, thì ngoài cái lần mà ngoại thấy trực tiếp là đang múa lăng chùm mền đó, đúng rồi, rồi cái lần xé vách nè, rồi có lần nào ngoại thấy nữa không? Không, rồi ông nội vô khi nó đóng cửa cứ ngắt rồi ông nội cứ vốn được đó. Ý là ngoại là biết được hai lần đó, biết được là mấy lần đó đó. Ừ, ừ, với lần mà đi rồi nằm bệnh viện ngựa nhỏ này nè, nó mới sạch đó. Ừ. Rồi cái em dâu của nó thấy đó, rồi nói nó cái chữ nữa. Có nghĩa là cái người con rể này là ngoại đã biết trước rồi. Biết trước rồi. Cho nên là ngoại biết là con gái mình sau khi mà sanh hoặc là mỗi khi mà đau ốm đâu, ừ, là ngoại sẽ nằm cạnh bên. Đúng rồi. Ngoại giống như là ngoại giữ ha. Tại vì người con rể này không giống như là không mấy tốt ha. Cứ đòi cái chuyện đó hoài. Cứ đòi chuyện đó hoài hả? Ừ. Rồi cái đợt đó là tại vì tôi nuôi thằng kia, rồi tôi mượn nhỏ này, nhỏ đó đó, là ở nhà coi chừng nó này giùm. Ừ. Cái coi chừng nó chung trong mụn ngủ rồi. Không hay luôn. Mà chị bé ba nói là hơn là ngoài về kịp á. Đúng rồi. Rồi nhỏ đó nó mới ra, rồi nó chợ nói sao đó không biết, rồi nó chữ nhỏ đó mà. Ừ. Vì tôi nghe rồi nó nói sao. Sao tôi đủ quốc quá. Nó nín thinh. Nó là nghe tôi chữ là nó nín thinh à. Rồi như là những cái chuyện như vậy nè thì nó rất là quá đáng vậy. Có bao giờ cô nói chuyện với lại bên Suya là rầy con của mình, con rể của mình không? Tại vì cô là cô rầy không được rồi. Cô có nói với bà, cô không nói bà mà con của bà nói với bà. Rồi cái bà mới nói à, mày chung cho mùng đại đi, mày câu cổ bà. Rồi bà có nói thì mày nói con tưởng vợ thôi. Trời Phật mẹ ơi, có chuyện đó luôn hả? Rồi nói là ngay từ đó tới sau là con không có kêu bà bằng chị Xu luôn tới bây giờ. Trời ơi. Không đi xuống. Có nghĩa là ngoại nói hết nghe rồi. Rồi ngoại mới nói với người lớn là có nghĩa là cha mẹ của ảnh. Ừ. Ai nhà nói lại vậy luôn. Nói vậy luôn. Rồi khi tôi nghe mà xui của mình mà lại nói những cái chuyện nó khó nghe như vậy rồi cô có... Mà tới giờ tôi đâu có nói chuyện tới đâu. Vậy sao cô không có chọn cái cách là mình gặp mặt trực tiếp để mình hỏi là như thế nào? Không, quá người quá nó bậy quá à, tôi đâu có nói đâu. Không nói chuyện tới giờ cũng không liền xui ra luôn mà. À, giống như là từ mặt luôn ha. Từ luôn, không nói chuyện luôn mà, không xui ra luôn à. Con nó 14, 15 tuổi rồi đó. Dạ. Không liền xui ra luôn. Tôi đi rước thấy là hồi đó thằng này nè, con nhỏ này nè, mà ảnh đi về dưới lên rồi cái bả đâu cho ở chung trong nhà đâu, nó cho che cái chậu tôi, tại cái chậu của tôi nữa. Cái tôi mới rước hai đứa này về, nhỏ này với thằng này về, mà đầu ngang ghẻ gì đó nè. Tôi rước về mà đó là nhà bả là khoảng chừng 500 thước mà tôi không lại. Dạ. Tôi ghét tôi không lại, không cần chi xui luôn. Giống như là người lớn không có hiểu chuyện rồi, cho nên là mình cũng không có cần phải tôn trọng đúng không con hả? Đúng rồi. Dạ. Tại mình biết trước mà mình nói bả mà bả còn bả người lớn mà bả không dạy con bả mà bả còn đi nói cái câu nói đó. Rồi bây giờ cô Tư cho con hỏi nè. Sau những cái lần mà cô kêu chị với ba chiều chồng vậy đó, rồi bây giờ mới ra cái cớ sự là chị bị bệnh nè, cô có suy nghĩ là mình cũng có phần trách nhiệm trong đó không? Thì đó trách nhiệm tôi lo đó mà cũng nghèo quá cũng hỏi. Không, ý là cái trách nhiệm của ông, ý là cái phần trách nhiệm của mình là tại sao lúc đó mình không ráng mình kêu chị kiên cử, mình không cho ảnh làm tới những cái chuyện đó luôn thì có thể là chị sẽ không có bị bệnh giống như hiện tại vậy. Cô có nghĩ là cũng có một phần là do mình không? Tôi cũng phần do tôi tại vì tại vì á tôi nghĩ là tính là nó đâu có phải bệnh gì đâu. Mình cũng nghĩ đơn sơ thôi. Nếu mà nó lại những cái ngày nào nó cũng kéo 6 giờ chiều tới 5 giờ sáng á. Cái chú chịu nổi không? Tôi chịu không nổi. Từ 6 giờ chiều tới 5 giờ sáng luôn á. Mà đêm nào cũng gột ghẹt không phải là, ngày. Là bên nhà cô Mỹ Minh Bển mà cô còn nghe nữa hả? Cách 2-3 cách. Trong cái lỗ chắc mà hồi không có hồi đó thì cái nhà nó không có ở đây. Ừ. Nhà nó ở sát bên tôi đó. Còn nhà anh hai nó ở bên đây. Rồi cái sau này tôi mới đổi trộn là tôi nói thôi gì mà, thằng anh hai mày bệnh rồi thì thôi mày qua đây đi để cho anh hai mày ở gần bên tao sợ nó giật. Đó, rồi tôi mới đổi trộn đó. Là từ 5 giờ chiều.
từ 6 giờ chiều chứ nó 5 giờ không lấy lúc. 6 giờ chiều. Từ 6 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng á. 5 giờ sáng là cô nghe suốt luôn. Suốt luôn mới vô nói chung cái sàn mà nó kéo tay con nhỏ này mà xin suốt luôn mà gần sao chịu nổi. Hỏi ông xã tôi có không? Mà liên tục mấy ngày liền luôn á. Trời ơi mấy ngày liền tôi nói ngang giết mà tôi lên máu á. Nó kéo mà tôi vừa tôi đâu có ngủ được. Lên máu luôn. Lên máu luôn. Vậy sau khi nghe được cô Tư và chị Bé Ba chia sẻ thì có thể biết được là cái nỗi đau của chị Bé Ba chịu đựng suốt mười mấy năm nay thật sự không phải là nhỏ của chú chị. Ông bà ta từng nói là phụ nữ là để được yêu thương chứ không phải là để hành hạ, mà cái này giống như là muốn thỏa mãn cái dục vọng của mình mà lại chà đạp một người vợ, một người phụ nữ như vậy thấy rất là thương, rất là tội luôn chú chị. Và hiện tại bây giờ cái hậu quả là chị Bé Ba đây bị căn bệnh đó là ung thư tử cung, thì không biết là sắp tới thì sẽ điều trị như thế nào và có thể điều trị hết hay không nữa, rất là nguy hiểm luôn. Ngoại, họ cho con hỏi thăm nè, rồi cái bữa lần sau mà biết được là chị Bé Ba là ở giai đoạn ung thư gì ngoại? Sao đi khám hiện ra? Đi khám bên bệnh viện bên này nè. Sao tự nhiên đi khám? Thì nó đau nó đau biết đó. Rồi cái đi khám thì ta nói là nó bị u nang được không à. Rồi cái bữa đó cái tôi thấy nó đau mà nó ra huyết nó kỳ quá đi. Tôi mới ra tay tôi nói mày đi theo tao, mày đi theo tao coi. Đi ra ngoài đi qua bển thì nó chu âm chứ nó coi chân qua thì nó nói là nó này nó có triệu chứng ung thư. Chưa biết giai đoạn mấy luôn. Chưa biết giai đoạn mấy là giờ ta kêu là đi ra bệnh viện ung bướu á. Là người ta xét nghiệm ta khám gì đó. Thôi coi giai đoạn mạnh mẽ ngoài ạ. Cứ mấy đang về nếu mà ở trển thì chị được thì được, không được thì về đây ta chị cho. Người ta làm cho nó là có cái bảo hiểm là nó lãnh tiền hàng tháng cũng như hai nó gì đó. Nhưng mà ngoại cho con hỏi thăm nè, rồi sao ngoại không nhanh để mà đưa chị nhập viện để mà chạy chữa đi mà ngoại đợi gì nữa? Bây giờ thì ta nói bác sĩ nói là đưa giá thì 5-6 triệu lận là ít á. Rồi thành thử nó không có số tiền á. Vì nó đâu có tiền đâu, vì người này người kia cho nó mượn được 300 là nó mua cái bảo hiểm, nó đợi cái bảo hiểm nó đi thôi. Đợi bảo hiểm nó nói là cũng như chừng nào đi á thì lên chảnh làm cho xin cho cái giấy hoàn cảnh khó khăn là kèm vô cái giấy chuyển viện. Nói chung là bây giờ là ngoại đang tranh thủ để mà mua cái bảo hiểm cho chị Bé Ba, để chị Bé Ba sớm ngày nhập viện để chữa điều trị. Thì một phần nó cũng là do hoàn cảnh khó khăn quá, mình không có thể điều trị kịp thời ngay bây giờ được đúng không cô? Phải đợi cái gì đó bảo hiểm nè, rồi những cái giấy tờ gì đó nữa, rồi cho nó được đỡ chi phí đồng nào hay đồng nấy. Đúng rồi, đỡ chi phí đồng nào hay đồng nấy. Chứ giờ thì đi lên chẩn thì cũng ít tiền, rồi lên chẩn người ta đòi này rồi kia mình không có. Rồi cũng khổ. Chắc có lộ bộ mà nhiều quá. Ngoài còn tiền không? Hả? Ai có tiền không? Có tiền ở đâu? Thì tiền hổng mà cái mình thường quân cho ăn ít á thì cũng để tất chứ đâu dám xài đâu. Nó mua đồ ăn ăn không dám mua cho nó ăn. Nó có một hổm nhỏ này nè, nó bị mà bác sĩ cho hay là nó sốt xuất huyết bạch cầu vậy đó. Rồi cái ông thầy ông kêu là giờ mua bảo hiểm liền, giờ mua chỉ có 6 tháng á. 6 tháng mình chích cái số tiền nó ra mua bảo hiểm cho nó. Coi như vậy cũng được đi. Tại vì mình phải cho cái đó là em đỡ phần nào. Đúng rồi. Chứ thôi lo không nổi đâu ngoại ơi. Lo không nổi tại vì mình không nổi. Dám ngứa thì nó đau ổn hoài tụi mận. Em ổn mà chết rồi. Nó không. Mà ổng không có mận gì, ổng đi hút rác. Thì tôi đâu có mận nổi đâu. Hàng ơi, chú Duy khán giả. Nói chung á, cái câu chuyện của chị Bé Ba nè, là một người phụ nữ có đến 4 người con ở Nguyên Giác, nhưng mà còn phải 2 người con còn phải ăn học luôn. Mỗi ngày là chỉ lặn lội để mà bắt ốc thôi nha. Đi bắt ốc để kiếm từng đồng hơn 2 ngày, giỏi lắm là kiếm được chừng 60-90 ngàn, cao nhất là hơn lắm thì cũng được 100 ngàn là cùng à. Nội 100 ngàn có về lo tiền cơm với tiền học làm gì đủ gì nha.
nói chung còn gặp phải một người chồng mà giống như là mỗi ngày cứ đòi đi hoài thì không biết nói như thế nào. Con người con anh vừa cái gì tắm đây nè. Bây giờ chị với ba chị có lo là sức khỏe của mình nè, căn bệnh của mình nè. Dạ. Mình có lo là càng lúc nó càng nặng hơn nữa rồi mình không còn đủ sức khỏe để lo cho con của mình không? Không có. Sao chị nói cái nỗi lo của chị như thế nào cho em với lại quý khán giả cũng được biết không? Nỗi lo mình sống mà mình nuôi con. Gửi đến cho gia đình mình, thay đầu tiên là nhà đi nha. Đây em trở lại đây để thăm lại chị với ba. Thì có một con mình thằng Quân giấu tên đã gửi cho gia đình được 1 triệu đồng. Thì em xin gửi lại cho gia đình ha. Gửi cho chị để cho chị thuốc khang phần nào. Đưa cho cô giữ hả? Sao chị không giữ? Đi. Không biết giữ tiền hả? Rồi cái đường không biết giữ tiền gì trơn. Rồi vậy cô tôi giữ giùm ha. Rồi cô lo thuốc khang này cho chị ha. Rồi nếu như có được bà cô bác giúp đỡ thêm nữa thì cô sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chị về cái phần lo bệnh tình cho chị ha. Dạ thay thế và gia đình cảm ơn mạnh thường quân nhiều lắm, bị vuốt nát không biết chuyện gì mà để nói hết. Dạ. Ngoài ra thì ở đây có thêm một phần duyên nữa là 500.000 đến từ quý mạnh thường quân là cô Lan ở Đà Lạt nha. Cô Lan ở Đà Lạt cũng gửi thêm cho chị bé ba là cùng với ba người con và gia đình đó là 500.000 nữa. Thôi thì ngoại cũng giữ giùm mà chị với ba luôn nha. Ngoại nói chung á, ngày hôm nay mấy anh con cũng đã gửi phần duyên của quý mạnh thường quân á đến với gia đình mình. Đầu tiên là ngoại đi, ngoại có lời gì muốn gửi tới quý mạnh thường quân gần xa trong và ngoài nước không? Cho gửi lời cảm ơn minh mạnh thường quân á, trong nước và ngoài nước cảm ơn nhiều lắm mà lo cho con á, như vậy được ở đây tôi cũng mang ơn. Ngoại có chúc quý mạnh thường quân cái gì không? Chúc lại đi. Chúc mạnh binh mạnh thường quân ở trong nước ngoài nước nhiều sức khỏe. Dạ. Chị bé ba ngày hôm nay nè, sau khi mà quý mạnh thường quân trao phần duyên đến cho gia đình là chị đó, chị có lời gì muốn gửi tới quý mạnh thường quân không? Cảm ơn mấy cô mấy chú nói chuyện sức khỏe. Là do người dân ở thôn ở quê tôi biết gì, không có những cái lời nói mà hoa mỹ, không có được nói trôi chảy, thì cũng mong là quý cô chú chị đằng xa cũng thông cảm cho chị bé ba với lại cô Tư đây, tại vì người ở quê là chân chất thật thà đó, cô chú là nghĩ sao nói vậy thôi à. Rồi em cũng chúc cho chị là sớm chị được căn bệnh của mình để sống nuôi con ha. Rồi cũng nhờ cô Tư chắc là sắp tới là phải hỗ trợ chị bé ba nhiều rồi đó. Chứ là sẽ vất vả hơn nữa. Gắn lên con ha. Dạ. Dạ, chú mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thôi thì đến đây cho Ngôn cùng với Nhàn cũng như là mấy anh em của Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước vì trong ngày hôm nay đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình. Thì một lần nữa cho Ngôn xin thay mặt mấy anh em gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Chắc có lẽ đến đây mấy anh em cũng xin phép được kết thúc video này tại đây. Hai nhà vừa rồi luôn cũng như là gia đình của cô Tư, chị với ba xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.